Dự Thảo xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, dạo này Ngọc Hương nhiều việc lắm, bận ơi là bận luôn, cũng mệt nữa. Không phải chỉ có một mình Ngọc Hương đâu mà hầu hết quý vị khán giả ở đây ai cũng bận rộn vào những dịp cuối năm, cho nên việc quan trọng là phải làm sao bồi dưỡng sức khỏe bằng thức ăn để mà mình có thể tái tạo sức lao động được, làm việc cho tốt. Biết là như vậy rồi cô Dự Thảo, nhưng mà cũng vì bận nên là Ngọc Hương cũng như là quý vị khán giả không có nhiều thời gian để chế biến. Riêng Ngọc Hương á hả, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh đó cô Thảo. Vậy hả, nhưng mà Ngọc Hương thường hay dùng món ăn nhanh gì nè? Khoai tây chiên nè, hay là hamburger bò. Bây giờ cũng với lại bò nè, cũng với lại khoai tây nè. Thì trong chương trình Món Ngon Vui Giáng Sinh hôm nay, cô sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và Ngọc Hương một món ngon trong tích tắc, đó là món bò xào khoai tây. Để mà chuẩn bị thật là nhanh và thực hiện món này thì chúng ta sẽ chuẩn bị 100g thịt bò mềm, một củ khoai tây, nửa củ hành tây, một vài cọng hành lá, một ít củ hành tím băm nhỏ, những loại gia vị thông thường, và đặc biệt là có thêm bột cà ri tiện dụng Aziquit. Mà cô Dự Thảo ơi, Ngọc Hương phát hiện ra là chúng ta có thêm một nguyên liệu mới, đó chính là bột cà ri Aziquit. Thì không biết là bột cà ri Aziquit tiện dụng và được chế biến từ những cái nguyên liệu cũng như là gia vị nào hả cô? Cái bột cà ri tiện dụng Aziquit này là một cái nguyên liệu mới mà khi chúng ta sử dụng cho món bò xào khoai tây thì nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình có một cái mùi thơm đặc biệt và nó làm cho món ăn chúng ta không bị ngán. Trong thành phần của bột cà ri tiện dụng Aziquit á, thì nó có đặc biệt là có thêm phần gia vị trong đó, cho nên khi chúng ta ướp vào trong bò hay là những cái nguyên liệu khác thì không cần phải cho thêm gia vị khác vào nữa. Bây giờ bắt đầu vào giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cô sẽ cắt phần thịt bò ra. Đến nguyên liệu thứ hai của chúng ta là khoai tây nha. Khoai tây á, thì bây giờ cô sẽ cắt sợi. Mình có phải ngâm khoai tây để không có bị đen không cô? Sau khi mà mình cắt xong, mình sẽ pha sẵn một cái tô nước có cho một chút muối vào, mình ngâm để cho khoai tây không bị thâm đen. Dạ. Rồi bây giờ cô đã cắt khoai tây xong rồi, Ngọc Hương sẽ cho hết phần khoai tây này vào, ngâm vào trong nước muối giúp cho cô nha. Dạ. Chúng ta sử dụng đến nguyên liệu thứ ba, đó là củ hành tây. Dạ. Củ hành tây này chúng ta chỉ cần cắt muối. Đến cái nguyên liệu kế nữa là hành lá, thì đơn giản là chúng ta cắt khúc khoảng chừng 3 hoặc là 4cm như thế này. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc là đếm 1, 2, 3 và bắt tay vào xào nữa là xong đúng không cô? Chính xác, bây giờ Ngọc Hương chuẩn bị cho cô một cái chảo. Dạ. Công đoạn thứ nhất là làm gì? Cho dầu ăn vào chảo. Công đoạn thứ hai? Cho hành tím vào chảo. Thứ ba? Cho thịt bò vào chảo. Coi chừng nha, hôm nay cô sẽ làm cái công đoạn hơi khác một chút xíu. Quý vị khán giả theo dõi. Khi chúng ta sử dụng bột và cà ri tiện dụng Aziquit chung với lại món bò xào khoai tây, chúng ta sẽ không xào thịt bò trước đâu, mà khoai tây này chúng ta cũng không chiên trước để hạn chế tối đa lượng dầu mỡ trong món ăn. Thì chúng ta sẽ cho khoai tây vào, chúng ta xào cho thật chín. Bây giờ thì dầu cũng đã nóng rồi, chúng ta sẽ cho củ hành tím vào phi vàng. Khi mà củ hành tím đã bắt đầu ráo lại và có mùi thơm rồi đó Ngọc Hương nha. Yeah. Thì mình sẽ trút cái phần khoai tây này vào. Giai đoạn này khá quan trọng là vì chúng ta không có qua cái giai đoạn là chiên khoai tây trước như là một số món ăn khác, cho nên là khoai tây này chúng ta sẽ đảo khoảng chừng 2 hoặc là 3 phút để khoai tây mềm, rồi lúc đó chúng ta mới cho tiếp thịt bò vào. Chắc hẳn là quý vị khán giả đã vừa kịp ghi lại những điều mà cô Dự Thảo chia sẻ với tất cả chúng ta. Đó là chúng ta sẽ xào khoai tây chín kỹ, sau đó mới cho thịt bò vào xào. Như vậy thì thịt bò sẽ không bị dai. Rồi chúng ta xào khoảng chừng 2 phút cho khoai tây chín rồi, lúc đó chúng ta sẽ cho phần thịt bò vào. Cô Thảo ơi, Ngọc Hương thấy là với những món xào á, thường là chúng ta sẽ ướp một ít gia vị vào trong thịt bò, nhưng mà nãy giờ cô không có ướp gia vị nào hết trơn á. Đúng rồi, Ngọc Hương sẽ theo dõi đến cái giai đoạn kế này là sẽ có gia vị vào ngay, và tất cả những cái gia vị đó đã nằm gọn ở trong cái phần bột cà ri tiện dụng Aziquit này. Ngọc Hương cũng lưu ý, sau khi chúng ta xào khoai tây chín rồi, cho thịt bò vào, thịt bò vừa chín tái, thì chúng ta sẽ tiếp tục cho một chén nước vào. Chúng ta lại tiếp tục cho khoảng nửa gói bột cà ri Aziquit vào, chúng ta đảo đều. Đây là một cái bí quyết rất là quan trọng, vì khi cho vào chung với nước như thế này thì bột cà ri sẽ hòa tan và cái phần gia vị sẽ thấm đều trong tất cả những cái nguyên liệu này. Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ cho nước và bột cà ri tiện dụng Aziquit vào cùng một lượt để bột cà ri được hòa tan và cũng như là tạo độ sánh cho món ăn của chúng ta. Và bây giờ món ăn của mình sệt lại rồi, cuối cùng mình mới cho củ hành tây vào nè. Dạ. Cô đảo đều tiếp tục để cho củ hành tây chín. Dạ. Và cuối cùng nữa là hành lá là xong. Vàng của khoai tây, xanh của hành lá, nâu nâu của thịt bò. Không biết không, khi mà mình cho một ít cái bột cà ri tiện dụng Aziquit vào
thì là sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta có cái màu vàng vàng rất là đẹp và đặc trưng. Dạ, mà đặc biệt á, Ngọc Hương cảm nhận được là thơm ơi là thơm luôn. Với món ngon vừa Giáng sinh, chế biến chỉ trong tích tắc thôi, bò xào khoai tây. Thời gian thì đảm bảo rồi, không biết là chất lượng thì không biết làm sao cô Thảo ha. Chờ chút cô rắc thêm một chút tiêu nữa nè nha. Còn bây giờ thì cô đã chuẩn bị sẵn một cái chén nhỏ có đầy đủ thịt bò, khoai tây, hành. Ngọc Hương nhớ nha, tùy theo khẩu vị của mỗi người, nếu mà chúng ta thích thì có thể dùng thêm với lại nước tương lisa và ớt sắc khoanh cũng sẽ rất là phù hợp với món này. Cảm ơn cô Dị Thảo. Một miếng khoai. Một miếng bò. Đầu tiên á là thịt bò mềm không có bị dai, khoai tây á chín nhưng mà cũng không có bị mềm, và một hương vị rất là đặc biệt, rất là ngon, đó chính là bột cà ri tiện dụng Aziquit, phải không? Dạ, rất là vừa ăn đó cô Dự Thảo. Món ngon. Vui Giáng sinh. Và thay mặt quý vị khán giả, Ngọc Hương cũng xin được cảm ơn cô Dự Thảo đã mang đến chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, một món ăn vừa nhanh chóng, vừa tiện lợi và đầy đủ các chất dinh dưỡng. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công và đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 930 8794. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.